Xin chào tất cả các anh em nha. Video mình giới thiệu các bạn tham gia chương trình AirDrop nhận top confirm. Con chương trình AirDrop này có 3 các bạn. Để tham gia giá hôm nay, mình click phần link mô tả của mình. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn nhấn vào trang cá nhân các bạn, follow Twitter nữa các bạn. Rồi bạn join vào Telegram. Rồi bạn like và tweet nữa nè các bạn. Rồi, các bạn like và tweet lên các bạn. Các bạn like, các bạn tweet lên các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn nhấp vào cái link form thứ hai của mình nha các bạn. Nhấp vào link form trên tờ Twitter đó nè. Thì các bạn mở tờ Twitter, các bạn gửi lại một cái link request link nha các bạn. Thì các bạn mở tờ Twitter các bạn ra nè. Các bạn nhấp vào ba giây bên cùng nha các bạn. Các bạn nhấp vào hồ sơ nè. Rồi các bạn qua tweet, các bạn copy, các bạn chia sẻ cái bài AirDrop của nó các bạn. Mình sẽ giúp lên Twitter nè. Các bạn chờ mở link form lại nè. Thông báo từ đây nha các bạn. Nói đây tổng cung của token farm này bao nhiêu token thì các bạn ghi vào 5200 các bạn. Mình đã chết rồi. Rồi tiếp tục thì ID vô Telegram thì các bạn mở ID của bạn ra nè các bạn. Mở Telegram của tôi cho các bạn ra. Nhấp vào bao gạch cùng nữa các bạn. Các bạn vào setting nha các bạn. Đâu ta setting chỗ này. Setting chỗ này nè các bạn. Các bạn copy username của mình vào các bạn. Là còn anh 4 số 1. Rồi tiếp tục thì ở theo ID thì các bạn cho mình ra nha các bạn. Thì bạn nhấp vào bao gạch cùng nữa bạn. Thì bạn sẽ gặp username mình ở cộng MMO của bạn nha bạn. À, cộng MMO. Nhây tàu lao là tôi mà. Các bạn ghi chưa chính xác các bạn. Tiếp tục bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain các bạn gửi địa chỉ chocolate các bạn copy địa chỉ attack của mình hoặc là địa chỉ BNB Smart Chain các bạn. Bạn lướt xuống, bạn lướt tìm địa chỉ attack, bạn sao chép ra nè các bạn. Rồi bấm bấm chết nha bạn. Rồi bấm gửi nha bạn. Ok, vậy mình thay nhận các bạn tham gia chương trình này gấp những tốc confirm. Rồi ba nữa đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.